Đất nước mình bây giờ xịn phết nhỉ, cái gì làm được to đẹp này cơ mà. Ôi giời, Việt Nam làm được cái gì anh, em đố anh tìm được cái nào mà Việt Nam làm tốt tốt đấy, đưa ra mặt em xem nào. Vâng, mình vừa vụt chết cái thằng bên cạnh bởi bằng cái laptop VGS Imperium. Thì đây là một chiếc laptop đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam. Và các bạn rất nhiều các bạn nói là nhưng mà Intel sản xuất thiết kế các bạn. Nhưng mà cái chính là yêu cầu thiết kế là do Việt Nam Gaming Setup làm. Và các bạn hoàn toàn có thể tự hào đây là một chiếc laptop gaming đầu tiên mang thương hiệu của Việt Nam. Và bây giờ sẽ là bài review đánh giá chung cảm nhận của mình về chiếc laptop VGS Imperium này. Xin chào các bạn, sau một tuần mình sử dụng cái chiếc laptop VGS này thì mình nói nó đem lại một cảm giác nó khá là hoàn hảo. Về cái cảm bản thân của mình ý, thì mình không thích những cái laptop mà nó quá dày, nó quá nặng, mang đi nó khá là khổ. Nên là VGS họ tạo ra một cái chiếc laptop gaming mà với cái độ dày rất là mỏng và trọng lượng nó chỉ có khoảng là 1,86kg ý. Thì điều này mình thấy cảm thấy là rất tốt với những người thích cái gì mỏng nhẹ như là mình. Điểm đầu tiên khi mà mình nhận thấy với chiếc laptop VGS Imperium khi sử dụng đó chính là cái bàn phím. Bàn phím thì được VGS họ giới thiệu đây là một chiếc laptop sử dụng bàn phím cơ. Về cái cảm giác gõ và độ nảy thì mình thấy khá là tốt và nó cũng gần giống như là bản phiên bản Brown Switch của Cherry. Và cái laptop này khi mà các bạn sử dụng, các bạn gõ phím và văn bản gõ nhiều các thứ ấy, thì âm thanh nó phát ra không quá to và hoàn toàn phù hợp để các bạn khi mà mang ra quán cà phê hay là những nơi công cộng các bạn ngồi các bạn sử dụng. Về hành trình phím thì mình cảm nhận là bàn phím của VGS Imperium nó hành trình tương đương với Cherry MX Speed. Và cái bàn phím hành trình này nó khá là phù hợp cho các bạn chơi các tựa game eSports cần cái hành trình phím nó ngắn để các bạn có thể ấn nhanh. Và tuy nhiên thì bàn phím của VGS Imperium tuy rằng nó có độ to phím khá là to và khá dễ ấn, nhưng mà đặc điểm của họ làm mà phím lại hơi sát nhau, nên là mới đầu sử dụng mình có gõ nhầm khá là nhiều. Nhưng mà dùng một thời gian thì mình nghĩ là đâu vào đó các bạn cũng quen thôi. Và nhìn chung thì bàn phím của VGS Imperium mình đánh giá là có những trải nghiệm tốt, gần như là nằm trong bậc nhất những cái bàn phím gaming laptop hiện tại. Về laptop gaming thì đến 99% anh em dùng là dùng chuột bên ngoài rồi, không có thêm cả cái bàn phím nữa. Nhưng mà mình vẫn phải điểm qua đó chính là cái touchpad của VGS Imperium mình khá là thích. Tại vì thứ nhất đó chính là họ đã phủ kính bề mặt bên trên của touchpad, nên là mình di mình ấn và cảm giác ấn rất là gọn gàng và lực ấn nó nhẹ. Ngoài ra âm thanh khi ấn nó không quá to và nó hoàn toàn phù hợp cho các bạn khi mang ra ngoài, các bạn ngại cầm chuột thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc mà chỉ sử dụng một chiếc touchpad này. Về chuột và bàn phím thì có lẽ là không nhiều anh em quan tâm lắm, tại vì dù gì thì cũng phải dùng chuột ngoài rồi, không phải dùng cả bàn phím nữa. Nhưng mà có một cái điểm mà mình chắc chắn là anh em phải quan tâm và mình cũng rất ấn tượng khi mà sử dụng cái chiếc VGS Imperium này, đó chính là cái màn hình. So với một cái màn hình 15,6 inch panel IPS, tần số quét là 144Hz, thì cái màn hình của VGS Imperium có viền quá mỏng, thực sự là rất mỏng. Và cái tần số quét 144Hz này hoàn toàn phù hợp cho các anh em mà chơi các cái tựa game bắn súng như là Call of Duty Warzone mới này, hay là PUBG, CSGO nữa. Và ngoài ra chất lượng hình ảnh hiển thị của cái màn hình này mình đánh giá là khá là tốt, màu sắc tươi sáng và quan trọng là các bạn không bị đổi màu khi mà xoay góc nhìn laptop. Đây là một điểm đánh giá rất là cao ở VGS Imperium. Và tóm lại thì màn hình của cái laptop VGS Imperium nó có cái màu mè khá là tốt, tốc độ phản hồi ngon và chúng ta có thể đủ để chiến các cái tựa game bắn súng ở cái độ phân giải Full HD và cái tần số quét là 144Hz hoàn toàn mượt mà. Đi kèm về máy chúng ta có một cái phần mềm tiếng Việt hoàn toàn, đó chính là VGS Control Center. Thì các bạn có thể đa phần mềm này ở trên trang chủ của VGS Imperium. Và trong cái phần mềm VGS Control Center này các bạn có thể tùy chỉnh khá là nhiều thứ. Đầu tiên là từ đèn LED bàn phím, đèn LED ở khu vực touchpad để phù hợp môi trường xung quanh. Hay là các bạn có thể điều chỉnh được là tốc độ quạt, các bạn có thể là xem ở CPU hay là card có bao nhiêu độ đang loát thế nào. Nói chung là cái phần mềm này nó khá phù hợp cho anh em mà có thể dùng máy ở nhiều môi trường khác nhau và nhiều lúc khác nhau. Ví dụ khi chơi game anh em sẽ bật cái chế độ benchmark mode lên để quạt nó chạy để cho máy làm mát tối đa. Hay là đi ra ngoài quán cà phê cả những nơi yên tĩnh thì bật chế độ yên lặng để có thể là không gây ồn ào cho người xung quanh. Xung quanh máy thì anh em có thể thấy là VGS Imperium có rất nhiều các khe tản nhiệt khác nhau, bên trái này, bên phải này, mặt sau này và mặt dưới nữa. Tất cả để phục vụ công việc, đó là tản nhiệt cho CPU và GPU của máy. Và tổng thể thì tuy nhiên là VGS Imperium là một cái laptop mỏng nhẹ nhưng mà khả năng tản nhiệt bằng khí của nó lại khá là ấn tượng, và các bạn cũng có thể lựa chọn tốc độ quạt khác nhau từ yên tĩnh đến nói chung là thổi như gió cối xay gió để có thể là phù hợp với các môi trường và cái công việc hoạt động của mình. Đánh giá tổng thể thì về thiết kế bên ngoài của VGS Imperium thì mình thấy khá là ổn.
bên ngoài họ thiết kế một cái laptop, nói chung là nhìn nó khá là sang chảnh và các bạn có thể hoàn toàn là dùng nó cho nhiều mục đích khác nhau, và các bạn mang đi ra ngoài các bạn cũng không bị kỳ thị như kiểu mang laptop gaming đi làm việc. Nhưng mà hiệu năng thế nào thì mình đang sử dụng ở phiên bản đây thì đó chính là sử dụng là Core i7-9750H và chiếc card RTX 2070 và RAM là 16GB. Thì chúng ta cùng xem là VGX Imperium sẽ thể hiện như nào trong các tựa game mới nhất. Liên minh huyền thoại thì không phải đối thủ nặng ký đối với VGX Imperium. Với phiên bản VGA 2070 thì FPS của máy được đặt thoải mái từ 100 đến 120 FPS khi ở cấu hình cao nhất. Và nói chung thì các tựa game eSports tương tự thì lượng FPS mình đảm bảo là sẽ cao hơn 60 FPS, giúp các bạn có thể trải nghiệm gaming rất mượt mà và ổn định. Đến với bài test của Duty Warzone thì đây là một trò chơi rất hot nhưng rất là nặng ở thời điểm hiện tại. Mình điều chỉnh mức setting ở mức cao nhất trong tất cả mọi mục thì FPS là dao động trên 60 FPS. Và với cái mức khung hình dao động loanh quanh từ 60 đến 80 thì kết hợp hoàn hảo, rất là hoàn hảo cùng với cả cái màn hình 144Hz. Và các bạn hoàn toàn có thể vượt đến vòng bao cuối của đồng đội của mình. Nhưng mà mình khuyên thì các bạn nên giảm khung hình một chút để đạt được FPS nói chung nó cao hơn và mượt mà hơn để tận dụng được hết cái trải nghiệm trên màn hình 144Hz này. Với cả hai bài test thì mình sử dụng quạt ở chế độ tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn máy mát nhất có thể, hoạt động mạnh nhất có thể thì các bạn lại bật sang chế độ hiệu năng cao. Tuy nhiên ở cái chế độ này thì các bạn phải hy sinh đó chính là cái tiếng ồn phát ra rất là to, và các bạn có thể nghe thử thông qua cái đoạn video dưới đây. Về cái thời lượng pin thực tế thì mình sử dụng bằng VGX Imperium ở cái mức hiệu năng cao nhất, và mình dùng bật đèn LED phím và bật đèn LED touchpad. Và các ứng dụng mình sử dụng đây cơ bản đó chính là gõ văn bản này, nghe nhạc và xem YouTube bình thường. Thì máy tụt khoảng tầm 50% pin sau 2 tiếng sử dụng. Và đối với mình thì mức 50% pin sau 2 tiếng nó khá là đủ. Và tổng thể thì các bạn hoàn toàn có thể là mang chiếc laptop VGX Imperium này đi đến các quán cà phê hay là đi gặp đối tác khách hàng mà không phải lo về việc hết pin. Mặc dù cái thời lượng pin cơ bản là khá là tốt rồi, nhưng là nếu mấy anh em mà còn muốn tốt nữa ấy, thì có thể là tắt đèn led bàn phím này, tắt đèn led của touchpad này, giảm độ sáng màn hình này và giảm tốc độ quạt. Tất cả này đều có thể thông qua vài nút ấn ở trong phần mềm VGX Control Center khá là tiện lợi. Thử nghiệm vui vẻ khi chơi game thì khi mình chơi Call of Duty 1 tiếng ấy, thì pin tụt khoảng tầm 75%, và đây cũng là một mức pin khá là dễ hiểu rồi vẫn chưa laptop gaming. Thì nói chung là anh em thì mình khuyên anh em mà trừ khi nào mà thèm game quá thôi, còn không thì đừng chơi game khi mà các bạn dùng pin. Thứ nhất là nó sẽ hại máy, và thứ hai đó chính là các bạn sẽ không tận dụng hết được sức mạnh phần cứng bên trong. Nhìn chung đây là một chiếc laptop khá là đáng tự hào của Việt Nam. Và vừa rồi là đánh giá của mình về chiếc laptop VGX Imperium phiên bản Core i7-16GB RAM và cả màn hình RTX 2070. Thì các bạn có những cái thắc mắc gì về cái laptop VGX Imperium này thì các bạn hoàn toàn có thể comment xong phần dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.